quý vị và các bạn đã đến với Talk Show Người Tiên Phong được phát sóng trên kênh Phong Cách Doanh Nhân TV. Hành trình tìm kiếm người tiên phong của chúng tôi vẫn đang được tiến hành. Với hàng trăm đề cử thì chúng tôi nhận thấy không ít nữ lãnh đạo doanh nghiệp, họ không chỉ là người mẹ, người vợ đảm đang công việc gia đình mà còn gánh vác rất tốt việc chèo lái doanh nghiệp, tạo ra công ăn việc làm, tạo ra thu nhập và mức độ tăng trưởng cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó thì các nữ lãnh đạo doanh nghiệp họ còn có trách nhiệm với xã hội, tham gia rất tích cực vào các hoạt động cộng đồng. Và một trong số đó chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị ngày hôm nay có thể gọi là người tiên phong trong lĩnh vực xuất khẩu hương liệu tinh dầu Việt Nam ra thế giới. Chị là nữ tướng trong việc đầu tư vào ngành sắc đẹp và chăm sóc sức khỏe. Xin được giới thiệu với quý vị chủ tịch của Milina Group, nữ doanh nhân Lâm Thị Mỹ Dung. Xin chào tất cả các quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Phong Cách Doanh Nhân. Chị là một du học sinh từ Đức về này, xong chị có 18 năm làm trong ngành ngoại thương tại thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì cơ duyên nào đưa chị đến với cây tinh dầu hương liệu và sản phẩm làm đẹp tự nhiên thưa chị? Mình có cái cơ hội làm trong ngành xuất nhập khẩu thành phố Hồ Chí Minh ngay từ khi về nước. Và trong cái quá trình 18 năm công tác tại ngành thì những năm đầu mình có cái cơ duyên là được đi tham khảo rất là nhiều thị trường trên khắp thế giới. Và lúc thời điểm đó thì mình thấy rằng là trên thế giới người ta đã có những cái sản phẩm và ứng dụng từ nguồn gốc thiên nhiên, từ những cái nông sản hoặc là những cái cây cỏ thảo dược rất là gần gũi với Việt Nam, trong khi mình thì đang vẫn xuất nguyên liệu thô. Mình suy nghĩ rất là nhiều, làm thay đổi cái nhận thức của mình, tại sao mình không sản xuất những cái thành phẩm như các nước mà mình vẫn chỉ là xuất nguyên liệu thô. Nên chính vì vậy mà mình về nhà nghiên cứu và tập trung tất cả những cái tư duy và đã thay đổi lại cái cách nhìn, cũng như là thay đổi lại cái định hướng phát triển là không chỉ là xuất khẩu nguyên liệu thô và tiếp tục nghiên cứu để xuất khẩu những cái sản phẩm, thành phẩm trực tiếp cho người tiêu dùng có nguồn gốc từ cây cỏ thiên nhiên, cây hương liệu, cây tinh dầu của Việt Nam cho người tiêu dùng trực tiếp. Có thể nói là hành trình khởi nghiệp 20 năm không phải là một cái giai đoạn ngắn, nó cũng hàm chứa rất là nhiều những cái công phu, những cái khó khăn. Ở cái ngày đầu khởi nghiệp ở cái ngành này á chị, thì chị gặp những cái khó khăn gì hả chị? Những ngày đầu bước vào cái lĩnh vực này thì rất là gian nan, bởi vì nó là lĩnh vực mới, nó lại được chế biến từ những cái nguyên liệu từ nông nghiệp, rồi mình phải đi rất là nhiều nơi để mà tìm ra tất cả những cái thổ nhưỡng, tất cả những cái nguyên liệu mà có thể phát triển tốt nhất các cái vùng đó. Từ đó mình thay đổi phong cách làm canh tác, đưa những cái tiến bộ về mặt chế biến khoa học kỹ thuật vào để có thể là tạo ra được những cái sản phẩm đạt cái chất lượng trong nước và quốc tế. Theo như nhiều chuyên gia nói rằng là Việt Nam á thì là cái nơi mà có nhiều cái nguồn nguyên liệu về tinh dầu này hay là nguồn nguyên liệu đó. Rõ ràng là Việt Nam nếu như không biết khai thác, không biết chế biến thì chúng ta chỉ xuất đi cái nguyên liệu thô thôi. Còn để cho nước ngoài người ta làm thương hiệu rồi người ta xây dựng, thì có phải đó là lý do khiến cho chị quyết định xây dựng cái dòng sản phẩm của Milina mà đến trực tiếp tay người tiêu dùng chứ không phải là xuất khẩu nguyên liệu không ạ? Đúng là như vậy. Tức là mình thì từ một cái nước nông nghiệp còn kém phát triển, cho nên là mình chỉ biết là xuất khẩu những nguyên liệu thô, và sau đó thì các nước họ mua những nguyên liệu của mình về, họ chế biến với công nghệ cao, với những cái sản phẩm rất là đa dạng, và những cái sản phẩm đấy bán ra thì cái giá trị của các cái sản phẩm nó được tăng lên rất là nhiều. Người tiêu dùng có thể sử dụng trực tiếp được các cái sản phẩm đó, và với những cái nguồn nguyên liệu thiên nhiên như vậy thì người tiêu dùng cũng cảm nhận được nó là một cái sản phẩm mà rất là an toàn, sử dụng rất là tiện ích, và nó cũng không thua kém gì so với những cái sản phẩm mà hiện đang có trên thị trường. Cho đến thời điểm hiện nay thì Milina đã ra được bao nhiêu dòng sản phẩm đem lại cái hữu ích cho cộng đồng hả chị? Chị có thể chia sẻ chi tiết các cái dòng sản phẩm này cho quý vị khán giả được không ạ? Milina thì từ lúc đầu xuất thân là đơn vị chuyên trồng và chế biến những cái sản phẩm nguyên liệu thô. Sau đó với những cái tìm tòi, với những cái nghiên cứu và tiếp thu những cái tiến bộ khoa học mới thì Milina đã đầu tư những cái dây chuyền thiết bị hiện đại và đã đưa công nghệ sản xuất từ châu Âu, các nước tiên tiến, cho đến nay thì cho ra đời được những cái dòng sản phẩm tương đối là đa dạng, phong phú, phục vụ cho các cái lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Milina thì có dòng sản phẩm chăm sóc tóc được làm từ nguyên liệu bồ kết,
thiên nhiên và đã ứng dụng kết hợp phong cách truyền thống của dân tộc Việt Nam hàng ngàn năm nay, kết hợp giữa quả bồ kết và hoa bưởi, những cái sản phẩm đã được dân tộc Việt Nam đã trải nghiệm nhiều năm và đón nhận cái sản phẩm. Ngày xưa là chỉ có quả bồ kết để gội thôi này, xong mà nếu muốn cho thơm là phải có hoa bưởi này. Nhưng mà trải qua cái quá trình thì nhiều khi người Việt Nam quên mất là cái sản phẩm nó đem đến cái tác dụng thực sự là tốt cho tóc. Cho nên là bây giờ khi mà Milina sản xuất ra cái dòng sản phẩm đấy thì Hương nghĩ là nó rất là mang cái tính hồn cốt của dân tộc. Nhưng mà để đưa được những cái dòng sản phẩm đấy đi ra thị trường, để tạo ra được cái sự thu hút của thị trường ấy, thì nó có gặp nhiều khó khăn không chị? Người Việt Nam mình truyền thống từ hàng ngàn năm nay thì đã rất là quen với cái dầu gội đầu bồ kết. Nhưng tuy nhiên thì trên thị trường hiện tại có rất là nhiều những cái dầu gội đầu của các hãng nổi tiếng được quảng cáo rất là nhiều và rất là tiện lợi cho người tiêu dùng. Không phải là sản phẩm nào cũng có nguồn gốc từ tự nhiên. Cho nên xuất phát từ những cái truyền thống mà đã được khẳng định nhiều năm và kết hợp với cái phong cách hiện đại thì Milina đã biến những cái nguyên liệu rất là truyền thống kết hợp với những cái công nghệ hiện đại trên thiết bị hiện đại và đã cho ra đời dòng sản phẩm chăm sóc tóc mang được cả yếu tố truyền thống lẫn cả những cái yếu tố hiện đại, không thua kém gì những cái sản phẩm dầu gội đầu chăm sóc tóc khác trên thị trường. Ngoài sản phẩm về dầu gội đầu đến từ bồ kết này và hương bưởi, Hương nghĩ rất là thú vị, thì bên mình còn có sản phẩm nào khác có thể đem đến cho thị trường không ạ? Ngoài những cái dòng chăm sóc tóc thì Milina cũng phát triển những cái sản phẩm sữa tắm, chăm sóc dưỡng thể cũng từ những cái nguyên liệu sản phẩm tự nhiên chiết xuất từ các cái nguồn thiên nhiên, rồi các cái nước rửa tay, rồi chăm sóc da. Và đặc biệt là trong đại dịch Covid-19 thì Milina có phát triển thêm cái dòng sản phẩm là nước rửa tay sát khuẩn để phục vụ đáp ứng nhanh kịp thời cho cái công tác phòng chống dịch, cũng dựa trên cái nền tảng của nguồn gốc thiên nhiên. Để một doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển 20 năm là một hành trình không phải là ngắn và cũng không hề dễ dàng chút nào. Trong quá trình khởi nghiệp của mình thì chị có cái bài học nào mà chị thấy rằng là để lại cho chị nhiều cái kinh nghiệm quý báu nhất mà chị có thể chia sẻ cho quý vị khán giả là những người đang theo dõi chương trình, những doanh nhân trẻ, những người muốn học hỏi trong cái quá trình khởi nghiệp trong cái ngành của chị không ạ? Cái ngành tinh dầu hương liệu xuất phát từ thiên nhiên, nó phục vụ cho chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, cái nhu cầu của con người luôn luôn là cần thiết. Và ngày nay chúng ta có điều kiện để chúng ta đưa những cái công nghệ hiện đại vào, chúng ta hiện đại hóa các cái quy trình lên, thì tác dụng của những cái sản phẩm tự nhiên được nâng cái giá trị lên và nó phục vụ cho cái việc chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp nó một cách an toàn, bền vững. Và những cái nhu cầu đó nó cũng là những nhu cầu rất là cần thiết và có cái xu hướng phát triển trong tương lai, để làm sao chúng ta có thể là chăm sóc được khỏe hơn, đẹp hơn, và nó cũng gìn giữ cái môi trường sạch hơn, trong lành, đảm bảo cái sự an toàn cho con người phát triển lâu dài. Cho nên để mà phục vụ cho nhu cầu thiết yếu, nếu các bạn, đặc biệt là những người mà đã am hiểu về những cái sản phẩm tự nhiên thì đều rất là đón nhận tương đối dễ dàng và cảm nhận được những cái giá trị của nó. Còn đối với các bạn mà mới bắt đầu vào cái tham gia thị trường các cái sản phẩm làm đẹp tự nhiên thì các bạn hãy nên trải nghiệm, các bạn sẽ cảm nhận được những lợi ích vượt trội và nó rất là bền vững cho sức khỏe của mình. Tôi nghĩ rằng là như thế hệ tôi thì trước kia 20 năm thì đã phải dẫn dắt những cái sản phẩm mới thâm nhập vào thị trường Việt Nam, nó rất là khó khăn. Nhưng hiện nay với sự phát triển về công nghệ thì các bạn sẽ có được rất nhiều điều kiện là các bạn sẽ hiểu biết thêm về các dòng sản phẩm này. Và tôi hy vọng rằng là các bạn sẽ đón nhận nó, học hỏi thêm những kinh nghiệm về cái cách mà khởi nghiệp như thế nào qua cái vision, để các bạn có thể là tiếp nhận những cái sản phẩm và nó sẽ là đem lại cái hiệu quả hữu ích cho người tiêu dùng và cho chính tất cả những người bắt đầu khởi nghiệp. Có thể nói hành trình khởi nghiệp không hề dễ dàng chút nào, và như những gì chia sẻ của chị Lâm Thị Mỹ Dung thì muốn khởi nghiệp thành công á, các bạn phải có trải nghiệm, có nghĩa là lăn vào thị trường đó. Các bạn phải nghiên cứu, phải học hỏi, phải dấn thân thì chúng ta mới có thể có cơ hội để thành công được. Nói đến việc có thể phát triển từ một doanh nghiệp trở thành một tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề
nghề, đầu tư vào nhiều lĩnh vực, trong đó thì hầu hết chị dành cái sự tâm huyết của mình cho lĩnh vực về sắc đẹp và sức khỏe. Vậy thì tầm nhìn trong tương lai, cái hướng đi cho cái sự phát triển của Milena như thế nào ạ? Milena thì ngay từ đầu xác định cái hướng đi cho mình là phát triển các cái sản phẩm tự nhiên phục vụ cho sức khỏe và sắc đẹp tự nhiên của con người, và dựa trên cái nền tảng đó thì chúng tôi muốn phát triển mình trở thành một cái tập đoàn đa ngành nghề và khép kín trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Cho nên là ngoài những cái sản phẩm mà được thị trường đã đón nhận tốt thì chúng tôi phát triển thêm các cái dịch vụ ứng dụng những cái sản phẩm đó ở trong các cơ sở làm đẹp, các cái salon, spa. Bên cạnh những cái dòng sản phẩm nổi tiếng và đang hiện hữu trên thị trường thì chúng tôi cũng đã cung cấp rất là nhiều những cái sản phẩm, chúng tôi phát triển thêm cái lĩnh vực là chăm sóc da để ứng dụng các cái sản phẩm này. Bên cạnh dịch vụ mà chăm sóc da thì chúng tôi có thành lập bệnh viện thẩm mỹ quốc tế Jacqueline, là cái cơ sở khẳng định cái ứng dụng của các cái sản phẩm tự nhiên và để mọi người chăm sóc được cho quý khách hàng và cộng đồng. Con người cũng cần được cân bằng về khỏe và trí lực thì chúng tôi cũng đã phát triển những cái dịch vụ tập luyện chỉnh vóc dáng, những cái tập luyện vận động để mà làm thăng bằng lại cơ thể, tiếp thêm cái năng lượng tái tạo sau khi mà mình có những cái tác phong ngồi hay là làm việc mệt mỏi hoặc là nó chưa đúng tư thế, thì chúng tôi có những cái dịch vụ để mà tập luyện giúp cho mọi người chỉnh được vóc dáng, sẽ đem lại cho con người một cái đẹp từ bên trong đến bên ngoài với một cái vẻ đẹp rất là tự nhiên, khỏe mạnh và cân bằng được trí lực và thể lực. Có thể nói rằng là để có thể quản trị được một cái hệ sinh thái lớn như vậy thì có lẽ chị cũng đã có một cái chiến lược để xây dựng một cái thế hệ kế thừa. Chị có thể chia sẻ với quý vị khán giả về cái cách thức chị đào tạo nguồn nhân lực cũng như là chuẩn bị cho một cái thế hệ kế thừa tiếp quản cái hoạt động của mình, hệ sinh thái của mình trong tương lai được không ạ? Một cái doanh nghiệp muốn phát triển lâu dài và bền vững thì luôn luôn là phải đào tạo cái đội ngũ kế thừa. Công tác đào tạo đội ngũ kế thừa rất là quan trọng. Bản thân trong doanh nghiệp tôi thì cũng rất là chú ý về công tác đào tạo đội ngũ. Thì ở đây là đào tạo đội ngũ kế thừa thì chúng tôi nhắm đến hai nhu cầu cần đào tạo. Thứ nhất là bản thân về một cái doanh nghiệp gia đình tư nhân thì mọi người hãy nghĩ đến là đào tạo cái lớp người có thể là quản lý, duy trì lãnh đạo được doanh nghiệp. Thì chúng tôi đã chú ý, tôi đã có hai con gái và đều tốt nghiệp ở các nước tiên tiến như Hoa Kỳ và Cộng hòa Liên bang Đức. Với cái nền tảng mà các con của tôi đã được đào tạo bài bản như vậy, tuy nhiên thì tôi vẫn tiếp tục đào tạo cho các con về phong cách làm việc, học những cái kinh nghiệm tầm nhìn để làm sao có thể là có đủ bản lĩnh, có kiên trì và cũng có qua trải nghiệm để có khả năng có thể là vượt qua được biến cố, xử lý linh hoạt được tất cả những cái khó khăn và tiếp tục dẫn dắt doanh nghiệp trên cái nền tảng Milena đã xây dựng, đã đạt được kết quả cho đến ngày hôm nay, tiếp tục phát triển doanh nghiệp đi lên một cách bền vững. Ngoài ra thì chúng tôi cũng rất là chăm lo đến công tác đào tạo cho đội ngũ nhân viên. Vì đội ngũ nhân viên là đội ngũ triển khai các cái kế hoạch, cho nên phải tạo điều kiện làm sao cho anh em là làm việc hứng khởi, hăng say, cộng tác tốt và có nhiều cập nhật kiến thức mới, công nghệ mới để có thể đủ cái khả năng hoàn thành tất cả những thay đổi của thị trường, cũng như là có thể kiêm nhiệm được nhiều việc để cho anh em có cái cơ hội đóng góp nhiều hơn cho doanh nghiệp. Như vậy có nghĩa là về công tác đào tạo thế hệ kế thừa thì chị cũng đã có những cái bước chuẩn bị để có thể hướng tới việc phát triển của Milena trong thời gian tới. Chị vừa nói đến việc mà đào tạo thế hệ kế thừa để có thể vượt qua những cái biến cố thăng trầm trong cái hoạt động kinh doanh. Vậy thì trong suốt quá trình 20 năm điều hành doanh nghiệp, những cái biến cố nào để lại cho chị những cái bài học đáng nhớ nhất và chị đã vượt qua cái biến cố đấy như thế nào ạ? Có thể duy trì, giữ vững và đi lên như ngày hôm nay thì phải nói là doanh nghiệp Milena gặp rất nhiều khó khăn và cũng gặp rất nhiều thất bại. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng là mỗi một lần thất bại thì mình
đều phải tìm ra những cái lý do, đấy là những cái bài học cho mình, và mình lại tiếp tục kiên trì vượt qua khó khăn đó và lại bắt đầu làm lại. Thì tôi nghĩ rằng là những cái thất bại đó đều là những cái bài học, và tôi thấy nó vô cùng quý giá. Và mỗi một cái bước đi tới của mình, kế hoạch mới của mình, thì mình đều đã được trải nghiệm và mình đã tìm ra được những cách làm tốt hơn, khắc phục được những cái nhược điểm với cái sự kiên trì và luôn luôn là học hỏi, tìm những cái mới để làm sao mình có thể là phù hợp và đi tiếp. Covid diễn ra vào năm 2020-2021 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Đó là một cái thách thức rất là lớn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là vừa làm sản xuất này, vừa là xuất khẩu này và mở chuỗi này. Vậy thì Milina đã có những cái xoay chuyển như thế nào để có thể vượt qua cái khó khăn của đại dịch và chuyển đổi số ạ? Chúng tôi là làm các cái lĩnh vực mà phục vụ cho du lịch và làm đẹp và các nhu cầu tương đối là cao cấp của xã hội và con người, thì chúng tôi bị ảnh hưởng rất là nặng nề. Tuy nhiên với cái đại dịch này thì chúng tôi nghĩ rằng là nó vừa là cái nguy cơ cho rất là nhiều những doanh nghiệp, cho xã hội, cho nền kinh tế, cũng là những cái cơ hội chúng tôi phải dựa trên tất cả những khó khăn để mà trải nghiệm thử sức mình. Là bây giờ với cái tình hình chung như thế này thì mình sẽ là phải vượt qua nó như thế nào. Lúc đầu thì cũng rất là vất vả và trèo trống, nhưng sau đó thì chúng tôi cân nhắc lại và mình đã tìm ra được những giải pháp để mình có thể duy trì được cái doanh nghiệp mình. Đầu tiên là chúng tôi phải rà soát lại tất cả những cái hoạt động của mình, những cái hoạt động nào bị ảnh hưởng và không thể tiếp tục được. Ví dụ như là cái dịch vụ sản phẩm và cung cấp cho du lịch là đầu tiên là bị ảnh hưởng, thì chúng tôi lại phải tìm ra những cái sản phẩm khác để mà thay thế. Ví dụ như bây giờ đại dịch và với cái khẩu hiệu 5K của chính phủ thì chúng tôi đã phát triển từ cái nước rửa tay ướt, chúng tôi phát triển thành cái nước rửa tay khô. Chúng tôi đã đáp ứng được những cái yêu cầu đang rất là cấp bách của xã hội. Những cái sản phẩm mà chúng tôi đang bán từ trong các cái chuỗi hoặc là trong các cái siêu thị, trong các cửa hàng cũng bị ảnh hưởng bởi dịch, cho nên chúng tôi phải chuyển sang phát triển cái bán hàng online để bù vào tất cả những cái địa điểm mà chúng tôi đã không thể triển khai sâu rộng được. Cũng phải rà soát lại những hoạt động nào, chi phí nào mà không cần thiết lắm, chúng tôi tạm thời giảm bớt, điều chỉnh nó để tiết giảm chi phí. Và ngoài ra chúng tôi cũng đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ 4.0, áp dụng những phần mềm quản lý ERP để tiết kiệm chi phí và nâng cao cái hiệu quả làm việc. Tranh thủ cái thời gian này hoàn thiện những cái dự án mình đang còn dở dang. Sau cái thời hậu Covid thì mình có thể là triển khai các cái dự án, xem lại cái nhu cầu thị trường, các cái xu hướng sắp tới để mình có thể là thêm được những cái sản phẩm mới và tập trung vào nghiên cứu để chuẩn bị những cái dòng sản phẩm mới cho hậu Covid. Có một điều hết sức đặc biệt đó là khi mà Hương trò chuyện với các doanh nhân thì trong khó khăn các anh chị luôn nhìn thấy cơ hội và luôn tìm cho mình một cái lối đi để làm sao mà có thể biến nguy thành cơ. Và có thể thấy rằng là đối với Milina thì chị Dung đã coi cái khoảng thời gian này là cái khoảng thời gian để thử sức này, khả năng chịu đựng của ekip của mình, rồi nghiên cứu ra những cái sản phẩm mới. Vậy thì trong số những cái dòng sản phẩm mà Milina đang nghiên cứu để đưa ra cho thị trường thì có cái sản phẩm nào ứng dụng công nghệ mà chị cảm thấy tâm đắc và nghĩ rằng là nó sẽ có thể tạo được cái mức độ đột phá ở trong tương lai không ạ? Trong cái xã hội mà ngày càng phát triển thì cái nhu cầu con người cần được sống khỏe hơn, nâng cao cái chất lượng cuộc sống, cho nên Milina tập trung vào các cái sản phẩm mà đã có thế mạnh cốt lõi của mình và tiếp tục đưa những cái sản phẩm của mình làm sao đạt chất lượng cao hơn và nó đáp ứng được cái nhu cầu cao hơn của khách hàng. Cho nên Milina đang chuẩn bị đầu tư những cái dự án có thể là hoàn thiện một cái chuỗi, là từ cái nơi cung cấp nguyên liệu, vùng trồng, nó phải được chế biến theo một cái quy trình như thế nào, ra những cái sản phẩm mà nó mang cái giá trị cao hơn. Milina sẽ có những cái dòng sản phẩm về tinh dầu, các cái sản phẩm ứng dụng từ tinh dầu cao cấp hơn, tinh tế hơn, đáp ứng được nhiều cái lĩnh vực
của đời sống con người. Ví dụ như mình muốn sống trong một không gian mà xanh sạch, trong lành, giúp cho sức khỏe mình được hưởng thụ, vừa thư giãn tinh thần, vừa được sống trong một cái bầu không khí, thì chúng tôi có những cái sản phẩm mà để làm sạch không khí được ứng dụng trong nhiều không gian sống và làm việc cũng như là sinh hoạt. Ngoài ra thì những cái sản phẩm mà chăm sóc tóc hoặc là dưỡng thể thì chúng tôi cũng có những cái sản phẩm sắp tới đây, có những cái dòng sản phẩm chất lượng cao hơn để đáp ứng được cái nhu cầu cao hơn của người tiêu dùng. Bên cạnh những cái sản phẩm thì chúng tôi cũng rất là chú ý về các cái hoạt động về thể lực, cho nên chúng tôi cũng chuẩn bị thành lập một cái hệ thống, một cái chuỗi tập luyện khỏe cơ xương khớp để làm sao đưa được những cái môn khoa học mới, có thể là hồi phục các cái vóc dáng của con người một cách tự nhiên, không phải dùng thuốc, không phải can thiệp đến phẫu thuật. Có thể nói rằng là có rất nhiều kế hoạch mà chị đang lên trong tương lai. Em đang băn khoăn là không biết chị cân bằng cuộc sống như thế nào, làm nhiều như vậy thì thời gian nào để chị nghỉ ngơi, và khi mà chị nghỉ ngơi thư giãn thì chị thường chọn cái môn thể thao nào? Là một người phụ nữ, vừa là nữ doanh nhân thì mình cũng có trách nhiệm dẫn dắt cái doanh nghiệp của mình. Khi mà trong công ty thì mình có cả một tập thể đội ngũ nhân viên thì mình cũng đều phải chăm lo. Thế thì cái khó của người làm doanh nghiệp, doanh nhân là làm thế nào để mà mình vẫn có thể hoàn thành được các cái công việc của mình, và đồng thời mình phải biết cân bằng mọi cái quan hệ để làm sao tất cả mọi việc nó đều được hài hòa với nhau, và chúng ta giữ được sức khỏe, chúng ta giữ được cuộc sống hạnh phúc gia đình, cũng như làm sao các cái thế hệ con cháu của mình cũng đều là trở thành những cái người tốt cho xã hội, thành đạt trong cái cuộc sống và sự nghiệp. Đấy cũng là một cái thách thức rất lớn đối với người phụ nữ mà làm doanh nghiệp, và các cái doanh nhân nữ thì công việc của họ nó còn lớn hơn rất nhiều, thậm chí so với cả nam giới. Nếu như người phụ nữ mà làm doanh nghiệp mà không hy sinh cái cá nhân của mình phải biết cách hài hòa, mình phải có một cái lòng bao dung, cái sự kiên trì và cái trách nhiệm, thì cũng rất là khó để mà mình có thể hoàn thành được tất cả những cái công việc đạt kết quả được. Cho nên tôi nghĩ rằng đấy cũng là cái trách nhiệm rất là nặng nề của các nữ doanh nhân. Đối với tôi á, vì mình làm về trong lĩnh vực vừa làm đẹp mà lại phải có sức khỏe, và cái đấy thì tất cả mọi người khi mà muốn thành đạt thì đều cần phải có sức khỏe, và mình đều cần phải đẹp, phải trẻ. Ai cũng hướng tới điều đó. Ai cũng đều mong muốn, từ một người bình thường cho đến những doanh nhân. Cho nên cái nhu cầu đó là rất là chính đáng. Và ngày nay người ta phấn đấu cho cái việc làm sao mà mình phải cân bằng được tất cả những cái thể lực và trí lực để mình có đủ cái năng lượng để mình làm việc. Cho nên chúng ta cũng nên dành cái thời gian để tập luyện. Dù công việc có bận rộn đến đâu thì mình cũng nên tập luyện những môn thể thao mà mình ưa thích. Vì cái môn thể thao nào nó cũng đều có những cái giá trị của nó, làm cho mình vừa là tăng cường sức khỏe nhưng mà mình cũng xả stress. Nếu như những doanh nhân hoặc là các bạn bị những cái khiếm khuyết, mệt mỏi, căng thẳng hay là cảm thấy là ảnh hưởng của cái bệnh nghề nghiệp, mình ngồi nhiều quá, vi tính rồi có thể là chơi thể thao, mình cũng nên là đến các cái phòng tập, có những cái huấn luyện viên, có những cái bài tập sẽ giúp cho các bạn, cho tất cả mọi người là sẽ cân bằng lại và tạo cho mình những cái vóc dáng đẹp hơn, tự tin hơn. Chị có thể chia sẻ về quan điểm của chị về tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu cá nhân dành cho người đứng đầu doanh nghiệp, nó tác động như thế nào đối với cả cái sự phát triển của doanh nghiệp cũng như là niềm tin của thị trường ạ? Thương hiệu cá nhân rất là quan trọng đối với người đứng đầu doanh nghiệp. Lãnh đạo một doanh nghiệp phải luôn luôn là một điểm tựa, một niềm tin, một cái hình ảnh mẫu để cho mọi người noi theo. Luôn luôn phải phấn đấu để làm sao tất cả những nhân viên, các khách hàng bên ngoài công ty cũng như là các cái thế hệ thì nhìn thấy mình là một cái tấm gương, cái hình ảnh mà nó là động lực để cho mọi người bước tiếp. Cho nên khi người ta nhìn một cái doanh nghiệp, cái hình ảnh của người lãnh đạo đứng đầu luôn luôn là ảnh hưởng rất là lớn
đến các cái hoạt động cũng như là hình ảnh của một doanh nghiệp. Cái việc mà mình phải xây dựng cho mình thành một cái người hoàn chỉnh và luôn luôn gương mẫu, luôn luôn là nguồn động viên để cho tất cả mọi người cùng đi tới, thì cái đấy rất là quan trọng và cần thiết. Có thể nói rằng là trong hành trình 20 năm mà Hương làm truyền thông, hơn 10 năm làm về phong cách doanh nhân, đồng hành với các doanh nghiệp, thì có thể nhận thấy rằng là các doanh nhân của Việt Nam ngày càng chú trọng hơn đến việc xây dựng thương hiệu cá nhân và nhận thấy rõ cái tầm ảnh hưởng, cái sự tác động của người đứng đầu doanh nghiệp đối với cả sự phát triển. Đó là lý do tại sao chương trình Top 100 Phong cách Doanh nhân Người Tiên Phong luôn nhận được sự ủng hộ của cộng đồng doanh nhân. Và trước khi chia tay với quý vị khán giả theo dõi chương trình Talk Show Người Tiên Phong, thì chị có thể chia sẻ một cái câu nói nó giống như kim chỉ nam trong quá trình chị làm kinh doanh. Những cái lúc mà khó khăn thì chị luôn lấy cái câu nói đó như là cái nguồn động lực của mình không ạ? Đối với doanh nghiệp mà muốn duy trì phát triển thì nó cũng trải qua rất là nhiều những cái khó khăn, thì đấy là những cái lúc thử thách của mình. Cho nên người lãnh đạo doanh nghiệp luôn luôn phải có tầm nhìn, có cái tâm hoài bão, kiên trì, luôn luôn đổi mới sáng tạo, chấp nhận khó khăn, thử thách, bản lĩnh vượt qua thì chúng ta sẽ thành công một cách vững bền. Cho nên là mọi người muốn thành công thì hãy kiên trì. Hương nhận thấy có rất là nhiều từ khóa quan trọng trong cái phần chia sẻ của chị. Đó chính là phải có tầm nhìn xa này, có tâm này, và quan trọng hơn nữa là phải có cái khả năng vượt qua khó khăn và thử thách, kiên trì để chúng mình có thể đến được với thành công. Một lần nữa thì rất là cảm ơn chị Lâm Thị Mỹ Dung, chủ tịch của Milena Group, đã chia sẻ với quý vị khán giả của chương trình Người Tiên Phong những cái bài học vô cùng quý giá và những chiến lược cũng như là cái cách thức mà chị có thể phát triển, đưa Milena ngày càng đa dạng hóa được cái lĩnh vực kinh doanh của mình. Thu Hương hy vọng rằng là thông qua chương trình Talk Show ngày hôm nay thì quý vị doanh nhân, đặc biệt là những người phụ nữ đang trên hành trình xây dựng sự nghiệp của mình, sẽ có thể học hỏi được những cái bài học quý giá. Và bên cạnh đó nữa thì chúng ta có thể nghĩ đến chuyện là khởi nghiệp, làm thế nào để chúng ta có thể thành công với cả các dòng sản phẩm của Milena. Rất là cảm ơn chị đã dành thời gian cho chương trình và xin được hẹn tất cả quý vị trong chương trình tối thứ năm hàng tuần của Phong cách Doanh nhân TV. Xin cảm ơn Thu Hương và cảm ơn tất cả các khán giả đã theo dõi chương trình Phong cách Doanh nhân. Xin cảm ơn chị. Phong cách Doanh nhân tiên phong dẫn lối thành công.